Ông sẽ về đâu khi một ngày sao hơi tàn tiếng tắt? Bước lãng du ông không tìm ra quán trò cho mình. Cô bác anh chị thì cô bác anh chị đã nghe cái tiếng đàn độc tấu guitar phím lõm của anh Thọ qua đoạn khúc Lâm Giang, hai câu vọng cổ với lại Nam Ai. Thì anh Thọ sẽ tặng cho cô bác anh chị một bài tân cổ Tình Nghệ Sĩ. Hôm nay Bùi Hồ sẽ cầm cái mi cho anh hát, tại vì hai tay anh đều khải đàn hết. Anh có thể quay ra trước được không hay là quay như vậy? Dạ, vậy cũng được. Dạ. Rồi anh alo cái được chưa? Alo. Rồi anh giới thiệu đi. Anh được. Dạ. Thì hôm nay nhân dịp anh Hồ, anh cũng tìm đến những người có hoàn cảnh đặc biệt cũng như em đi. Thì thôi giờ mình có chi làm nấy, thì em cũng có lời ca tiếng hát, thì cũng xin gửi cho tất cả cô bác chị trên mọi nẻo đường, trên mọi nẻo đường đất nước, để mà nếu ai có nghe được và cũng chia sẻ với em trong hoàn cảnh cũng như là hết sức là cố gắng để vươn lên, thì bình sức em tới đâu vươn tới đó thôi. Chỉ còn thời gian, còn những cái khoản còn lại thì chắc có lẽ là nhờ đến cái tấm lòng của anh chị gần xa. Em xin tặng một bài Tình Nghệ Sĩ. Tôi không dám ví mình là chàng tư mà tương như trôi cuộn cầu quan để tỏ tình cùng nàng cát, càng không dám so mình với chàng chúng tự hiểu cũng cao sương lưu thủy của ba. Mỹ thuần tiếng đàn và giọng ca của ông lão ân sinh đã khiến lòng tôi rai rứt về thân phận nổi trôi của một kiếp tới tâm. Chẳng lòng thương bởi cùng phận ca cầm, ông lão đàn lại bài nghe mơn mang giọt buồn trên phím nhạc ngân tơ. Người thân ta cùng thân, người nhạc sĩ ta cùng làm nhạc sĩ. Mưa vô tình rơi từng hạt bung lung như cuộc đời ông lớn. Cũng làm phân nghệ sĩ.
sĩ đem cho đời tiếng lời ca. Sân khấu của người ta thì đèn hoa rực rỡ, còn sân khấu của ông là khoảng trống cuộc đời. Gần trọn đời ông lê bước khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm ra bến đồ. Ông sẽ về đâu khi một ngày sao hơi tàn tiếng tắt? Bước lãng du ông không tìm ra quán trọ cho mình. Ngày mấy lượt sáng xong ca hát tiếng cũng sang sông ngày mấy lượt gặp lại hoàng phúc hơn vì đêm về có bến để neo. Vậy mà đời ông chưa tìm được bến neo, ông cố vui dù đời yên bất hạnh để đêm đêm với hiên nhà ấy đó mưa lạnh. Cực kỳ hay. À, lúc mà anh hát đó thì cái tai của em anh đưa cái mic vô thành nữ ra nó không canh rồi, không có đều cái tiếng hát nó không đều, nên cô bác anh chị mà khi mà xem thì cũng thông cảm cho Bùi Hồ với lại anh Thọ. Giọng hát của anh cò Thọ rất là ngọt ngào. Anh ơi, cái lúc mà anh vừa đàn vừa hát này anh tập lâu không? Cũng không nó có được cái này cho nên nó có cái theo thói quen. Tại vì hồi đó thì mà lúc mình mới tập đàn á là mình vừa đàn cái mình vừa hát theo ví dụ cái bài đó đó đại để rằng mình ghi vô trí nhớ đó thì nên nó sẽ thành một thói quen. Chứ còn tôi thì không biết nó khó tập hay là dễ tập thì tôi cũng không biết, tại vì cái tôi cái thói quen nó vậy đó, là như tôi thuộc ví dụ cái bài Văn Thiên Tường đi rồi mình mới dựa theo cái lời ca đó đó mình nhớ nghe nó mình nhớ cái hơi đó, tại hồi đó học đàn chủ yếu là học thầy thì ít mà học trong băng đĩa rồi kia với học theo bài ca thì nhiều. Dạ, thành ra lên cầm cái đàn lên là phải muốn đàn bài đó là phải ca vừa ca liêu ghiêu gì đàn theo liêu ghiêu ghiêu vậy đó thì nó đã có cái chớn từ đó. Dạ. Chứ nếu như mà đờn là canh đờn của nhịp rồi hát nó cực kỳ khó mà nhớ trong cái ngón đờn nữa rồi lời bài hát nữa. Nó phải phân cái não của mình ra. Phân. Dạ. Thì xong cái đàn guitar này rồi anh có muốn bản vắng Văn Thiên Tường hay là Phụng Hoàng gì không? Hay là chỉ tặng nhiêu đó thôi? Dạ nhiêu thôi. Nếu đừng sến hồng thì
Thì bây giờ tới tiếp theo mình sẽ biểu diễn đàn sến ha. Cô chú anh chị thì đây là anh Lợi đã biểu diễn độc tấu cho cô chú anh chị nghe các bản vắng rồi ca tình ca nghệ sĩ theo cái tâm trạng của anh. Bây giờ tiếp theo đàn sến anh ha.